Bọn ông lớn lên thì cũng đã thấy có rồi, các cụ cũng đã truyền lại. Truyền lại là cũng có năm nhưng có cái là thực tế là về là chúng tôi không nhớ. Thế thì chỉ sơ qua là từ khi mà cái đình này là đình Kim Trận ngày xưa đấy, thì chưa có danh lam thắng cảnh và chưa trở thành cái khu du lịch. Thì từ năm 1944 Bác Hồ đã về đây một lần, và đến năm 1945 thì Bác Hồ khi mà giặc Pháp sang đô hộ Việt Nam lần thứ hai đó, thì Bác Hồ từ ở Trung Quốc về Cao Bằng, và từ Cao Bằng về đây đặt cái dấu chân đây đầu tiên ở khu đình này, thành lập đại hội quốc dân đầu tiên ở ngôi đình này. Và thời đó là cái đại hội của Việt Nam đầu tiên á, thì có bầu đồng chí Phạm Hồng Thái là được lĩnh trách nhiệm là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản lúc bấy giờ. Đấy, thì từ đó ngôi đình này là mang danh là đình Hồng Thái, từ đó là không mang tên đình Kim Trận ngày xưa nữa, và từ đó trở thành cái đình Bác Hồ đặt cho là cái ngôi đình đình Hồng Thái là từ đó. Không phải. Chúc các dẫu đến đây mua quay.